tiếp tục sẽ xoay quanh về chủ đề liên quan tới việc công vận tải. Và đây bạn là mình sẽ giới thiệu chúng ta sơ qua xíu về cái phần liên quan tới việc là chúng ta sẽ chia tỷ lệ đối với những đường quan mà khi mình ta sẽ thực hiện việc công vận tải mà nó sẽ có bất đối xứng bằng thông. Điều đó nghĩa là bản thông các đường quan sẽ là không bằng nhau, và lúc này chúng ta sẽ xây dựng một cái phép công vận tải làm sao các cái lưu lượng sẽ phân bố một cách tùy ý, tuy nhiên sẽ phụ thuộc vào đúng các cái giá trị băng thông mà hiện tại chúng ta đang có, đồng thời sẽ giúp cho chúng ta sẽ khai thác cách triệt để về cái tổng thông lượng của các đường quan hiện tại chúng ta đang có. Và thì bây giờ bạn, ở đây là mình sẽ đề cập liên quan tới chủ đề là chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ trao đổi về việc là chúng ta sẽ cân bằng tải cho các đường quan bất đối xứng. Ở đây mình hay gọi là việc là, ở đây mình sẽ đề cập liên quan tới chủ đề là cân bằng tải bằng đây. À, đây là chủ đề mình sẽ đề cập, là mình sẽ nói về chủ đề cân bằng tải. Tuy nhiên các đường quan này là không đều băng thông với nhau, mình hay gọi là bất đối xứng mà. Với các đường, ở đây là mình nói là với các đường internet, đây. Với các đường internet, ví dụ chúng ta sẽ có đường thứ nhất, WAN 1 WAN 2 WAN 3. Giả sử bây giờ đây cho nên mình có là WAN 3 và chúng ta sẽ có là WAN 4. Đây, ví dụ đây bạn. Mỗi đường WAN này bây giờ chúng ta sẽ có cái mức băng thông khác nhau. Ví dụ WAN 1 bây giờ là mình có 5B. Ví dụ bạn, ví dụ 5M. Đây, 5Mbit. WAN 2 sẽ là 10M. WAN 3 sẽ là 15M. WAN 4 sẽ là 20M. Vậy thì lúc này bây giờ làm sao? Làm sao nó xây dựng được một cái phương pháp cân bằng tải, làm sao cái lưu lượng khi mà chúng ta đánh dấu và chúng ta sẽ phân bổ ứng với đây là đều nhau. Đây, cái giải thuật và hiện tại bây giờ chúng ta sử dụng ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái giá trị trận số, đồng thời đó là chúng ta sẽ sử dụng cái phép cân bằng tải là BCC. Đây bạn, BCC. Và thì ở đây bạn, ở trong cái giải pháp này bạn, là chúng ta sẽ đưa ra ứng với đó là sẽ, chúng ta sẽ có là một cái giá trị, ta gọi giá trị là trọng số. Trọng số là cái giá trị đại diện cho tổng giá trị tỷ lệ của các giá trị băng thông mà chúng ta đang có. Và thì bây giờ bạn, đối với việc là chúng ta sẽ cân bằng tải này với cái đường quan này, đây là những đường quan bất đối xứng. Thì trước đây bạn là chúng ta sẽ có một số cái phương pháp mà chúng ta hay sử dụng, là chúng ta tưởng rằng là các cái đường truyền chúng ta có cái giá trị băng thông ngang nhau. Cho nên lúc này bạn, đây, tại lúc này bạn, nếu mà chúng ta xây dựng những cái phương pháp trước đây bạn, là bạn cứ nghĩ rằng hai đường quan nó bằng hai quan, thì bạn sẽ có tỷ lệ là 2-0, 2-1, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ có ba quan, thì lúc này bạn sẽ có tỷ lệ là 3-0, 3-1 và 3-2. Đó là cái giá trị trước đây chúng ta đề cập. Tuy nhiên đây là các đường quan có giá trị băng thông bằng nhau, tức là cái tổng thông lượng, ở đây mình viết tắt bằng bandwidth bạn. Ở đây mình viết tắt ví dụ đây là tổng thông lượng. Ở đây mình ghi cái này giá trị cho dễ, bạn dễ hình dung đây. Nghĩa là tổng thông lượng của các đường quan, tức là quan 1 nó sẽ bằng với quan 2 và sẽ bằng với quan 3. Đây là cái giá trị băng thông của mỗi đường quan bằng nhau, và con số này người ta gọi là trọng số. Bạn lưu ý đây, số này ta gọi là trọng số. Cái phần này thì mình có đề cập rất sâu trong các cái lớp học về Mythic, mình có đề cập. Đây là giá trị trọng số, ta gọi là giá trị đầu vào của cái thuật toán BCC, và cái giá trị này chính là cái kết quả của cái hàm băm ra. Đây là kết quả, và kết quả được sử dụng để đánh dấu cho các lưu lượng dựa trên số liệu. Đây là số, giờ mình thấy máy tính là giá trị khác. Và thì bây giờ bạn, đối với trong trường hợp này bạn, là bây giờ đối với trường hợp mà chúng ta sẽ có 3-4 đường quan này thì làm sao? Chỉ bạn chịu không nên áp dụng cách này, thực tế áp dụng cách này cũng được nhưng mà nó hơi dở. Và bây giờ lúc này chúng ta nói là mình có phương pháp nào nổi trội không, thì mình nói có. Đây, đầu tiên, đối với những trường hợp này, nguyên tắc cơ bản nhất của bạn là sao? Là bạn hãy quy đổi sang tỷ lệ nhỏ nhất có thể, để làm sao ta có được một số tỷ lệ đẹp nhất. Đẹp, số mà có tỷ lệ đẹp nhất chính xác, đây là người ta gọi là cái trọng số. Và bây giờ thực tế mà nói đây, chỉ bạn này hai cách. Một số bạn nói là em có đây là 5, đây là 10, 15, đây là 20, cộng hết như lại đúng không? 20 các bạn, 20 là 50, đây là bằng 50. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái kết quả như sau bạn. Kết quả là 50-0. Rồi, 50-1, 50-2, 50-3.
xẹt 3, vân 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 vân, cho tới 50 xẹt 49. Các bạn làm như này bạn đúng, rất đúng chứ không sai. Tuy nhiên càng nhiều lệnh mà bạn thực hiện ở trên Mango thì lúc đó hiệu suất càng giảm xuống. Vậy thì bây giờ khi mà cái phép chia tới 49 là phải trải qua từ tuốt ở trên, tuốt từ không chạy xuống 49. Đây là một cái vòng thực tế đã bạn hình dung. Nó sẽ chạy một vòng từ trên thì xuống dưới xong sẽ thực hiện định tiến ra. Vậy thì lúc này dẫn tới trường hợp là cái giải pháp đó chúng ta cũng được. Tuy nhiên dẫn tới trường hợp là bây giờ trường hợp nếu mà chúng ta triển khai, đối với trong trường hợp mà chúng ta có cái đường quan mà triển khai vậy, dẫn tới là cái hiệu suất router sẽ giảm đáng kể do cái luồng điện đi từ trên, đi từng lọn lọc xuống tới là muốn chết chạy thì cực kỳ tốn tài nguyên. Vậy thì lúc này người ta mới nói ra chúng ta là cách số 2. Đây là mình gọi là cách 1. Đây gọi là cách 1 đây bạn, đây mình gọi là cách 1. Cách 1. Vậy thì bây giờ một số bạn nói là có cách 2 không? Có. Đây cách 2, đây chị bạn, đây cách 2. Cách 2 đây mình ghi đây. Cách 2 sao? Cách 2 là chúng ta sẽ lấy một cái đường truyền có băng thông nhỏ nhất làm giá trị 1. Ví dụ đây, nếu mà bây giờ mình nói là 5 đi, 5 là giá trị 1, đúng không? 5 megabit là giá trị 1. Vậy thì bây giờ mình nói tiếp tục là bây giờ mình nói là 10 Mbps là giá trị mấy? Đây là 10 Mbps là giá trị, đây là 10 Mbps, đây mình ghi tiếp tục là 10 Mbps. 10 Mbps. Ứng với đó có phải giá trị 2 bạn, gấp đôi đường số 1. Sau đó là 15 Mbps, đây 15 Mbps, có phải ứng 3 không? Sau đó chúng ta sẽ có 20 Mbps, 20 Mbps. Có phải là ứng với đó 4 không? Đó, vậy bây giờ chúng ta sẽ có giá trị là 1, 2, 3, 4. Đó, 1, 2, 3, 4. 4 giá trị đó. Và thì bây giờ chúng ta cộng lại 3 với 4 là 7, 7, 3, 10. Và bây giờ chúng ta xin ra giá trị đây, gộp này lại. Bây giờ chúng ta có giá trị là 10. Đó, và 10 cái anh này bạn thì bạn thấy như nào? Đây 10 anh này thì thấy như nào này? Có phải là 10 nó sẽ nhỏ hơn 50, cho nên chúng ta còn lại là gì? Chúng ta còn lại đây 10 xẹt 0, 10 xẹt 1, 10 xẹt 2, cho tới 10 xẹt 9. Và sau đó chúng ta sẽ lấy sao? Chúng ta hình dung đây, chúng ta hình dung chúng ta có cục dữ liệu đây, chúng ta chia làm mấy đây? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Đó, chia ra mình coi mấy phần nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 phần đúng không? Vậy làm sao chia 10 ta? Bây giờ mình mở tính là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không? Chia 10 ví dụ ra chia là 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chia tiếp cái này là chia tiếp lại. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, vậy thì bây giờ đây là 10 xẹt 0, đây là 10 xẹt 1, đây là 10 xẹt 2, 10 xẹt 3, 10 xẹt 4, 10 xẹt 5, 10 xẹt 6, 10 xẹt 7, 10 xẹt 8, 10 xẹt 9. Đó, như vậy sao? Lúc này sao? Lúc này sao? Chí bạn chiêu này. Anh nào làm? Anh này một đúng không? Một bóc anh này. Bóc anh này này. Thì đi ra quanh máy, quanh một. Tiếp tục là hai, hai là bóc hai. Bóc hai này đây mình ghi phấn cho nó dễ nhìn, nó bóc hai này, bóc hai này. Đó, đi ra đường quanh số 2. Tương tự vậy, bây giờ chúng ta ba đúng không? Đây ba đúng không? Mình bóc tiếp tục, bộ ghi phấn xanh đây, mình ghi phấn xanh cho dễ nhìn đây, phấn xanh đây. Đây, bóc như đây. 3 đó bằng 3 đó, 3 này bóc qua quanh 3. Còn lại đây bạn đóng đây bạn, đây. 4 anh này nè, 4 anh này bạn bóc, bạn đưa qua quanh số 4. Đó. Rồi xong bạn hết. Đơn giản vậy xong. Cho nên lúc này bạn bây giờ sau khi mà chúng ta có được cái phần này, đây là phép chia đẹp. Thì lúc này sẽ có một số bạn nói này nè. Đây. Vậy bây giờ giả sử đường của anh này đường có băng thông dễ quá. Bây giờ em nói em làm cái khó hơn,
khó hơn càng dễ. Ví dụ thử bây giờ, đây bây giờ mình sẽ chọn thái đây. Ví dụ bây giờ mình nói là em đưa ra cái đường truyền này thấy dễ quá, vậy giờ thử thực tế nào, thực tế nó còn dễ nữa bạn. Chỉ bạn đây, thực tế chúng ta cần nắm ở đây. Giả sử bây giờ mình sọ, bon ra đi bạn, đây. Để mình xem nào, thực tế của chúng ta nó sẽ dễ nào bạn, đây. Vậy thì bây giờ một số bạn nói là anh đưa cái con số đó, cái đường truyền đó có vẻ quá dễ. Bây giờ làm sao đưa cho khó hơn xíu. Đây, đưa cho bạn khó thực tế các bạn. Thực tế chỉ bạn này đây, thực tế đây. Thực tế thì nó sẽ trở nên rất là thực tế bạn. Đây, ví dụ đầu tiên luôn, chúng ta có gì? Quanh một. À, cái này nó hơi bụi xíu bạn, mà đợi xíu nha. Quanh một đây 80 mê. Rồi, quanh số 2. Quanh số 2 là như ta. Quanh số 2, ví dụ 120 mê. Quan số 3, ví dụ bạn quan số 3 150 mê. Và cái quan số 4 chúng ta sẽ có 200 mê. Bây giờ một số bạn nói chia sao? Đã chia sao bạn thì cứ dùng đúng cái phép tính mà đưa ra. Đưa ra sao? Một số bạn thích thì bạn làm là 8, 12, 15, 20 cũng được, y chang cách kia. Đây, cách 1. Cách này là làm cho một số bạn nào kiên trì. Đây, mình ghi cách 1. Chúng ta sẽ có là 8 cộng 12 cộng 15 cộng 20 bằng 20, 40, 55. Rồi, suy ra chúng ta sẽ có này. 55 - 0, 55 - 1, 55 - 2, 55 - 3 cho tới 55 - 54. Rồi chia ra. Tiếp tục bằng cách số 2. Vậy thì cách số 2 bây giờ chúng ta làm như nào bạn? Ví dụ cách số 2 này bây giờ mình nói mình làm như nào, chỉ bạn này. Lấy con số này là 1. 80. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ lấy nhà này 80 là ứng đó là 1. Vậy bây giờ 120 ứng nhiêu? 120 là ứng nhiêu bạn? 120 là mình cho ứng là 1 trăm mấy. Bây giờ hình dung này, 80 với 80 là 160. Đây 120, 130 là chúng ta sẽ có tầm khoảng 160. Mình cho là 150 đi, 150. Tương tự bạn có 150. 150 thì gần 160, mình cho là 2 đi. Tương tự bây giờ mình có 200 thì mình cho là 3, 8, 24. Mình cho 3 đi, cho 3 đi, chấm trước bạn, chấm trước. Vài sao nữa. Vậy bây giờ cộng hết mấy này lại, cộng hết giá trị lại, cộng lại bằng 3 - 2 = 5. 5 - 1 = 6, 6 - 1 = 7, 7.5. 7.5. 7.5 thì nó hơi lẻ quá. Mà hãy nhớ rằng giá trị trọng số này là một số dương lớn hơn 1. Vậy thì bây giờ đây là một số chẵn lớn 1, bạn lưu ý. Vậy thì bây giờ mình cho giả sư cho 8 đi. 8. Rồi xong. Vậy với giá trị 8 này bây giờ mình nói em có gì? Đây 8. 8 thì dễ rồi. 8 bây giờ mình coi này, 8 này. 8 so với 50 đây, 55 nó còn dễ hơn nữa. Vậy giờ em có gì đây? 8 - 0, 8 - 2, 8 - 3, 8 - 4 này, 8 - 5 này, 8 - 6 này, 8 - 7. Rồi. Ứng nó bắt đầu chia bạn. Anh này nhiều, đầu tiên chia, chia là chỉ bạn lấy phần nhiều nhất. Đây, chia 3, bạn hình dung đây 3 đúng không, đây 3, 3 phần này, đúng không? Anh này 2, 2 phần này nè. Anh này 1 này, lấy 2 này đi, tỷ lệ luôn. Còn phần này sao? Đó, thì anh 8.0 đây, đi qua đây, đừng qua đây. Anh này bạn đi qua đây. Anh này bạn đi qua đây. Và cuối cùng anh này bạn đi qua đây. Đó, như vậy xong. Vậy thì bây giờ lúc này chúng ta sẽ thấy cái giá trị này so với con số này rất là lớn. Cho nên lúc này bây giờ chúng ta nói này, cái việc mà chúng ta sẽ triển khai đó, nó sẽ dễ từ việc đơn giản nhất là chúng ta sẽ xác định cái giá trị băng thông đường truyền thấp nhất ứng với đó là tỷ lệ số 1. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện xác định các giá trị băng thông lại của các đường truyền còn lại ứng với đó là giá trị tương tự kế cận 1.
Đó, như vậy đó là cách chúng ta sẽ hướng dẫn cái việc mà chúng ta sẽ đi, chúng ta cân bằng tải. Rồi với hợp bây giờ bạn bây giờ nó sẽ áp dụng đây, đây là ba đường quanh mình đang có, quanh 1, quanh 2, quanh 3, quanh 4, và ở đây là mình sẽ có tổng cộng là 4 đường quanh, ứng với nó tỷ lệ là 50-15-20, 50-15-20, và sau đó mình sẽ chia theo đúng tỷ lệ mà hiện tại mình đang có là đây 1-2-3-4, tức là giờ chúng ta sẽ có là 7-10. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có cách đây là mình sẽ có là 10. Rồi bây giờ bạn, mình sẽ mời bạn mình cùng theo dõi cho mình để mình sẽ hướng dẫn bằng cách chúng ta sẽ vận hành thực tế cái mô này như sao bạn. Rồi bây giờ bạn là mình sẽ mời bạn mình cùng theo dõi sao bạn. Hiện tại đây là con rau sơ mình đang có. Ví dụ đây là sợi dây mình kết nối từ cái máy tính mình đây sang rau sơ, bạn coi đây. Ở đây là các đường quang mình đang có. Đây bạn, đây là các đường quang mình đang có. Đó, đầu tiên đường số 1, đường số 2, đường số 3, đường số 4. Vậy thì bây giờ một số bạn nói này, trên rau sơ minh tích hiện tại bây giờ là cân bằng tải tổng cộng mấy đường quanh, bao nhiêu đường quanh được, không có giới hạn, ta gọi là unlimited bạn, không giới hạn. Ví dụ rau sơ của em hiện tại có 12 cổng, 13 cổng đi, chúng ta sẽ có là 13 cổng internet, thì lúc này bạn có thể cân bằng tải lên tới 12 đường luôn, bình thường không sao cả. Và thì đầu tiên để mà tăng tốc vào cái việc mà chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ thực hiện việc tính toán này bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta quay số. Đây, đây là rau sơ mình đang có. Đầu tiên mình sẽ quay số đây, mình chọn đây. Mình có account đầu tiên là 5M gắn cổng số 1, mình chọn đây, đây M5, mật khẩu M5, apply. Lúc này bây giờ bạn khi mà bạn kiểm tra mình xem nè, khi mà chúng ta khởi tạo rồi, các bạn đợi xíu để mình xem cái account như nào nha. Xong. Đó, như vậy, sau khi mình đã gõ xong cái gói cước thứ nhất của mình xong bạn, thì bây giờ tiếp tục là bây giờ mình sẽ kết nối vào cái gói cước số 2 bạn. Bạn chọn mình nhấp cộng. Bạn chọn mình dòng BBUE Clients, xong mình chọn cổng số 2, đây cổng số 2 đây. Mình sẽ có cái cước là M10. Rồi, sau đó mình chọn đây là đường dự phòng thứ cấp, mình sẽ chọn số 2 đi. Bạn chọn mình apply. Rồi, tương tự đó mình chọn đây, mình sẽ có đường truyền số 3. Đây, mình chọn mình cổng số 3. Ở đó mình sẽ có account là M15. Mình sẽ chọn thứ cấp là thứ 3. Rồi, tương tự bây giờ mình sẽ có là đường truyền số 4 mà. Số 4 mình sẽ chọn là cộng số 4. Rồi, số 4. Xong mình sẽ có gói cước là M20. Mật khẩu là sẽ là M20. Mình sẽ chọn đây là thứ 4. Rồi, xong. Mình xem nè, đây là cái thông tin. Rồi, và bây giờ bạn, hiện tại bây giờ các bạn đợi xíu để cho hai gói cước 2 và 3 sẽ tự kết nối vào. Sau đó mình sẽ tiếp tục cho thực hiện một số tính năng tiếp theo. Sau đó thì mình sẽ tiến hành là mình sẽ thực hiện việc là chúng ta sẽ đi, chúng ta NAS 4 đường mà. Bạn vào mình IP này, firewall, và sau đó chúng ta sẽ chọn là NAS. Ở đầu tiên bạn là mình sẽ NAS đường truyền số 1 bạn. Đây đường truyền số 1 này. Sau mình chọn sẽ là action là mask query này. Sau mình có apply đi. Sau đó bạn nhắn mình copy đi. Bạn chọn mình là cái dòng số 2. Đây đường truyền số 2 mà nè. Action cũng tương tự bạn. Bạn copy đi. Sau mình chọn mình là dòng số 3 này. Đó, tương tự sao bạn chọn mình dòng số 4. Đó, như vậy. Sau đó một số bạn nói này nè, tại sao mình lại không đi mình gom nó vào một cái upgrade list, hoặc là mình gom vào một cái interface list để làm. Cái đó là tùy. Có rất nhiều bạn nói là sao không làm cho nhanh. Thực tế bạn làm thế này, cái vấn đề mình đang cần là chúng ta sẽ phải tường minh sau này. Nó sẽ có một số đường truyền chúng ta sẽ thực hiện việc cái chính sách khác không cần NAS sao. Cho nên lúc này chúng ta lưu ý là ở đây mình chưa cần phải gộp vào một cái interface list. Chúng ta lưu ý kỹ. Sau khi chúng ta có xong rồi, bây giờ giả sử bây giờ bạn mình tiến hành mình tạo một cái nhóm. Đây, mình tạo nhóm, giả sử mình tạo nhóm mặc định này. Sau đó mình đưa là cộng số 9 số 10 vào. Đây, bạn đưa cho mình cộng số 9 vào. Đây, cộng số 9 vào cái nhóm này nha. Sau tương tự mình sẽ đưa cho mình cộng số 10 vào. Đó, mình ví dụ thử. Sau khi bạn đưa xong, bây giờ là mình sẽ ra là mình sẽ gắn IP, mình sẽ đặt máy chủ DNS, cuối cùng mình sẽ chạy dịch vụ DHCP server để mình kiểm tra trạng thái internet mình có. Bạn chọn mình một IP này, address này, sau mình đặt ví dụ. Sau mình đặt ví dụ bây giờ là 10.40.0.1.24. Mình sẽ gắn vào ra là cái nhóm risk
RIG 1 rồi. Đó, như vậy. Sau đó con vào mình một IP này DNS, chúng ta sẽ đặt mấy chủ DNS trong browser mình đang có. Rồi, mình chọn đây. Rồi, xong sau con vào cho mình một IP này DHCP server, và sau đó chúng ta sẽ chạy dịch vụ cấp phát địa chỉ IP tự động. Đó, như vậy. Rồi, xong, đơn giản, xong. Một số bạn nói thử test, bây giờ mình sẽ thử bạn test cho bạn thấy cái mức độ, ta gọi là cái mức độ sẵn sàng khi một cái nó bị ngắt như nào bạn. Mình hay gọi tính năng là failover. Và thì bây giờ bạn, đầu tiên khi mình gắn vào thì lên hình. Và bây giờ mình sẽ mở trình duyệt đi, mình vào trang Speedtest. Thì đường truyền mặc định bây giờ hiện tại bạn thấy không? Mình đang có đường số 1, đường số 1 bản thân là chính xác là đường truyền 5M. Đây, hiện tại mình sử dụng cái giá trị là distance để mình gắn các đường truyền, mà đường truyền số 1 mình 5M. Đây, bây giờ thử cho một số bạn coi chứ khó tính lắm, cho em xem đúng 5M không, lỡ ví dụ tí nữa nó không phải 5M sao. Thì bây giờ xem đây 5M, đây 5M mình đang có. Rồi xong, ví dụ bây giờ mình rút đường 5M ra, tự nhiên cái đường 10M chạy, rút 5M ra, sau đó mình cũng nhấn apply, thì lúc này cái đường 10M chạy. Sau mình đo lại thì giờ lên được 10M. Đó, như vậy tương tự bạn sẽ có đường kia là đường 15M, đường kia là đường 20M. Vậy ví dụ rút thêm đường nữa, một số bạn nói rút thêm đường, xem thử đây mình giờ rút thêm đường nữa, thì đường đây bây giờ hiện tại mình là 15M. Đó, như vậy bạn đợi nha, đây là đường truyền ta đang có là 15M. Đó, bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ gắn vào, mình sẽ gắn đường vào. Đó, như gắn vào đây. Rồi, sau sẽ tự động nó sẽ trả về cho ta, cho chúng ta cái đường mặc định. Rồi, vậy thì bây giờ sau đó bây giờ bắt đầu mình xem. Để mà thực hiện công văn tải thì chúng ta thực hiện đâu? Chúng ta sẽ thực hiện trong menu IP firewall mà Mango. Trong này các bạn nó sẽ có gì? Mango đã sẽ thực hiện việc đánh dấu và xây dựng các quy tắc cho các kết nối và gói tin. Chúng ta sẽ làm việc trong này. Đó, chúng ta lưu ý. Vậy thì bây giờ bạn thì chúng ta vào cho mình Mango. Xong sau đó chúng ta nói đầu tiên khuyến nghị bạn nên tạo một danh sách. Giả sử để mình ghi ra danh sách thì danh sách là CPT-LB đi. Em muốn công văn tải là em công văn tải cho cái mạng em đang có. Mạng đâu? Mạng em đây. IP address. Mạng đây. Thì gõ mạng đó vô đây 10.40.0.0.24. Đơn giản. Sau đó công văn tải cái danh sách này. Đơn giản bằng vào cho mình thêm Mango mà nó sao. Đầu tiên, các cái lưu lượng mà truy cập trong cái mạng nội bộ cũng cần phải cho qua công văn tải. Tại sao? Mình đang công văn tải ra ngoài internet chứ đâu phải công văn tải lưu lượng trong mạng bạn, cho nên này không cần phải qua công văn tải. Mà ngồi cái việc là không có cho qua công văn tải, nó có một cái lợi nữa là nó không tiêu tốn cái tài nguyên CPU cho thằng có. Vậy thì đầu tiên, câu lệnh đầu tiên đây, những anh nào mà xuất phát từ đâu, từ đây, từ ảnh tới chính ảnh thì accept, tức là chấp nhận từ trên đi xuống, gạch dòng này đi ngang, không đi xuống nữa. Tương tự bây giờ bắt đầu là bây giờ đánh dấu. Cái nguyên tắc của mình khi mà chúng ta sẽ xây dựng công văn tải là gì, phải nhớ đúng 4 bước. Quy tắc 4 bước. 4 bước sao? Đây, ở đây mình sẽ đi cầm ta xuống. Quy tắc 4 bước chúng ta sẽ thể hiện khó rất đơn giản như sau bạn đây, như sau. Mình xem phần nào mình xóa bớt bạn đây. Ví dụ mình xóa bớt phần này đi. Mình xem nha, mình xóa phần nào cho bạn hình dung đây. Giả sử bây giờ mình xóa bên tay trắng đi. Quy tắc 4 bước thì mình nói sao? Đây, quy tắc 4 bước. Hình dung đây. Đây, cái quy tắc 4 bước thì người ta nói như sau nè. Thứ nhất là sao? Em có con browser để mình xóa bớt các bạn đây. Đầu tiên nha, là em có con browser. Em có 1 đường, 2 đường, 3 đường, 4 đường. Đây là ISP 4, 3, 2, ISP 1. Vậy người ta nói sao? Đây mạng LAN. Rồi xong. Vậy thì bây giờ đối với cái mạng LAN bây giờ sao? Đầu tiên người ta nói sao đầu tiên? Cái dữ liệu nào mà từ bên ngoài internet đến bước 1, từ internet đi vào browser rerouting là sao? Tôi ghi là từ các ISP đi vào con browser là đánh dấu. Bước số 2 sao? Các lưu lượng từ mạng LAN đi ra sẽ đưa công văn tải, tức là từ mạng LAN đi các ISP. Đó, đánh dấu. Bước số 3 sao? Sau khi đánh dấu cái thằng này, đánh dấu này ra được kết quả là is, iz gì đó, is, iz gì đó, thì lúc này định tuyến is, iz qua phần browsing định tuyến. Đó, chúng ta lưu ý. Rồi xong.
Rồi tiếp tục là bước số 4, bằng bước số 4. Anh này này, anh này đi vào, tức là cái anh là từ R ra cái ISP, ta gọi là Routing luôn, chỉ đường. Đây ta gọi là chỉ đường cũng Routing luôn. Bây giờ chỉ cho bạn một số cái chiêu, ví dụ bây giờ một số bạn nói này, khi mà đi đánh giá một kỹ sư mà đi vận hành cho một cái hệ thống bạn, thì người ta nhìn vào cái Temenggo là người ta đánh giá được là cái khả năng, gọi là cái khả năng vận hành của bạn nó như sau. Đi giờ bạn hình dung tất cả các lệnh nào đó mà sử dụng cái train, ta gọi là cái train đánh dấu, tất cả các train liên quan đánh dấu kết nối và đánh dấu của tin sẽ đặt trước, sau đó mới tới cái train định tuyến. Bạn nào đó mà đưa cái lệnh xanh xanh lên cái tí mình cho thấy. Thực tế mà nói bạn, khi mà triển khai trong thực tế có rất nhiều bạn sắp xếp tùm lum luôn, cái xanh cái đỏ, xanh đỏ tím vàng tùm lum luôn. Lúc này tự dưng có tin chạy hay mạnh từ trên xuống dưới, vòng lên chạy xuống, vòng lên vòng xuống, cuối cùng này người ta nói sao trên các hệ hoàn rau sơ ép, chúng ta hơn nhau ở chỗ nào, chính xác là cái khả năng mà chúng ta triển khai các tính năng và việc tâu hoặc lệnh. Công số bạn nói này, em triển khai con rau sơ mới thích sơ sơ nó cũng chạy, đông lúc nó vẫn chạy hay bạn. Nhưng thực tế khi bạn chạy trong vài một vài người dễ, chứ khi bạn lên 1000 người bạn có trường hợp này bạn. Hôm trước có một số bạn hỏi này này, em đặt mua con router CCR1072 gần 3000 đô, bữa nay hình như 3003 đô và 3003 đô. Em triển khai mới tới 1000 user mà nó lên 100% số, thì lúc này bây giờ mình nói chắc chắn một điều sao là cái bạn này bạn triển khai nó không đúng với thực tế. Không đúng thực tế, tức là cái việc triển khai bạn sắp xếp lệnh tùm lum mà hóa ra thực tế đúng bạn. Thứ nhất bạn sắp xếp lệnh là rất là tùm lum. Thứ hai là thực hiện cái việc đơn giản nhất là chạy mọi tính năng. Một số bạn nói con rau sơi mạnh lắm, em chạy vô tội vạ cái tính năng. Thì khi bạn chạy lên, bạn vừa chạy hotspot, bạn vừa chạy queue, bạn vừa chạy firewall, thì Mango, Firewall, Mango là xác định liền, chính xác liền. Thì ở đây lúc này mình phải tắt tính năng ra chứ. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng con router mạnh để nó làm được hết tất cả yêu cầu chúng ta. Hãy suy nghĩ lại, chúng ta lưu ý kỹ. Vậy thì bây giờ đầu tiên, sau khi chúng ta có xong đúng không? Bây giờ mình nói tiếp tục là, bây giờ mình nói là bước số 1 là từ Internet đi vào. Thì biết là bạn chọn đây, chọn đây. À, những dữ liệu mà từ Internet đi vào đây, đi vào đường qua số 1 mà chưa đánh dấu, thì chúng ta sẽ đánh dấu gì? Đánh dấu kết nối. Đây, đánh dấu kết nối, ví dụ đây, đánh dấu đây là 1 in đi, 1 in. Rồi sao? Tương tự là những anh mà nó đi vào đường qua số 2 mà, số 2 thì mình ghi đây là 1 high in. Đó, tương tự những anh mà đi vào đường qua số 3 đúng không? Số 3 đây thì chúng ta sẽ ghi là 1 bar in. Đó, như vậy. Tương tự là những anh nào mà đi vào đường qua số 4 bằng qua số 4 đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ ghi là 1 bar in. Đó, như vậy sao? Đây là phần đơn giản. Sau khi chúng ta có xong, bây giờ bắt đầu từ bên trong đi ra. Bây giờ bắt đầu này, hình dung đây. Bây giờ mình hình dung đây. Phần này là phần mình bắt buộc mình sẽ phải đề cập cho chúng ta trong việc là chúng ta sau này chúng ta sẽ triển khai cho các tính năng thực tế. Bởi vì thực tế phần này nếu như bạn tìm trên mạng hầu như không thấy. Mà cái phần này chỉ có một số cái lớp mà liên quan tới mình đào tạo, cái việc mà liên quan tới đào tạo software hay mythic thì chúng ta mới thấy. Vậy thì bây giờ chúng ta hình dung đây. Phấn này người ta nói phấn không bụi, thực tế mình thấy bụi rất nhiều mà, bụi còn hơn cái phấn kia rồi mà. Thì lúc này đây đây đây, 1, 2, 3, 4 thì chúng ta có 4, 3, 7 đúng không? 5, 10, 5, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10. Và giờ là chúng ta sẽ có là 10. Cái phần này 10 đánh hơi mệt bạn. Đầu tiên, nó sao? Tất cả các dữ liệu xuất phát từ trong bản lên của mình mà chưa đánh dấu thì sao? Chưa đánh dấu thì bây giờ chúng ta sẽ đưa qua cái giải thuật cao băng tải. Chọn kiểu miễn nhất, bây giờ đây 10, đây 10, 10 không. Chuyển qua một extra, desk, aggressive. Cái phần này một số bạn chí này, các bạn về theo dõi kỹ cái chỗ này mình đánh là gì. Trong những series khác nó rất kỹ, chúng ta không để quên cái xác định bạn. Sau mình chọn đánh dấu my question, một cái bắn chia thành 10 phần. Phần thứ nhất sao mình ghi sao, muốn ghi sao ghi. Ghi ví dụ như là số 1, số 2, số 3, số 4. Qua ghi 1 đi, rồi apply. Tương tự sau khi mà chúng ta có xong cái này đúng không, bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu tiếp tục. Đây là tăng lên giá trị 1, thêm chúng ta sẽ đánh dấu đây là mình chỉ bạn chiêu này. Mình sẽ đánh dấu là số 1 đi. Bây giờ mình đã xong số 2 đi, số 2 cho dễ. Rồi. Tương tự bây giờ mình copy đi, mình nói tiếp tục mình chia thành là 3 2 đúng không? 0 1
2. Bây giờ chúng ta sẽ chia ra là 2. Đó. Tương tự vậy bạn, bây giờ là mình sẽ có là mình sẽ tăng lên là 3. Thế là chúng ta sẽ có 0, 1, 2. Bây giờ ra số 2 bạn, mình xem số mấy là mình xem số mấy, rất dễ bị lộn, mọi người cẩn thận bị lộn. Đây là 0 đúng không? 0 thì là 1. Đúng không? 1 đây phải là 1 bằng 1 nè, 1 thì sẽ là 2. Rồi, 2 thì sẽ là 3. 2 đúng không? 2 đây là 2 bạn. Thì đây sẽ là 3. Đó, rồi. Tương tự bây giờ mình sẽ có là mấy ta, mình tăng lên số 2, số 3 sẽ là 4. Đó, như vậy. Rồi, tương tự chúng ta sẽ có sẽ là 4. 4 ở đây mình sẽ là 5. Đó, xong. Tương tự đó là mình sẽ có 5. 5 thì này sẽ là 6. Đó, như vậy. Sau đó mình sẽ có đây là 6. 6 thì chỗ này 6 thì chỗ này chúng ta sẽ có là 7. Rồi, tương tự có 7, chỗ này chúng ta sẽ có là 8. Rồi, tương tự vậy, bây giờ chúng ta sẽ có đây là 8. 8 thì chúng ta sẽ có này sẽ là 9. Tương tự vậy, bây giờ mình sẽ có đây sẽ là 9 thì này sẽ là 10. Đó, như vậy xong. Rồi. Bây giờ chỉ đường sao đây. Nhìn cái màn hình này chúng ta thấy. Thực tế mà nói bạn, nếu như mà chúng ta đề cập về cái thông tin này, thực tế bây giờ mình nói cho có một số bạn nói là cái phần này thực tế mà nói, nếu mà đứng theo cái góc nhìn liên quan tới mạng thì thực sự rất khó khăn, thì đúng bạn. Mà cái quan trọng nhất ở đây là chúng ta đang nói chuyện với các bạn, chúng ta chỉ cần các bạn hiểu đồng làm, còn cái về cái vấn đề mạng thì kệ người ta đi. Chứ thực tế mà nói bạn, đối với các lĩnh vực mạng thì các cái thông tin về mạng và các kiến thức của bạn tương đối, nhìn chung cũng tương đối. Quan trọng nhất là cái gì? Quan trọng nhất là cái người mà truyền cho bạn cái cảm hứng để bạn tiếp tục thôi. Chứ thực tế về đối với cái mạng này, mình thực tế nói nếu mà làm thì cần bằng tải mới làm chưa đầy một phút xong liền. Là sao? Và thì bây giờ sau khi mình nói bây giờ em có vậy đây, giờ em có đóng lại. Em có là 1 2 3 4 gì đó. Đây. 4 gì đó bạn. Vân vân. Cho tới 10. Vậy thì bây giờ ứng với tỷ lệ để bạn coi 1 cái 2 3 4 vậy. 1 đây. 1 đây sẽ đưa qua đường quang số 1. One một đây, one số một. Sau đó là chúng ta sẽ có 2 là cứ 2 3. Vậy sao? 2 3 thì đưa qua one số 2. Tương tự vậy là 4 5 6 4 5 6 thì chúng ta sẽ đưa qua là one 3. 7 8 9 10 thì đưa ra one số 4. Đơn giản vô cùng. Vậy bây giờ tiếp tục qua đây, bây giờ nó sao? Những anh nào bạn mà nãy mà mình đánh dấu là gì? Số 1 thì đi qua đâu? Anh này mà anh xuất phát từ đây, cái phần này hôm trước mà có đề cập, cái này là gì bạn? Bạn tự tìm hiểu rất dễ, sticky big. Sao bạn chọn mình cái một là action, chọn mình là mark browsing. Đi qua đâu? Mình ghi ví dụ như là one một out. Cái chữ quanh một ao là cái chữ tí đó mà phải hiện thôi mà lưu ý nha. Xong apply tiếp tục, bây giờ mình nói là bắt đầu này mình có là 2 3 2 và 3 2 3 đây, 2 3 là đưa quanh 2 thì lúc nào mình chọn mình đây tiếp tục là 2 2 thì cho mình đi ra quanh 2 đâu, quanh 2 tương tự copy đi, tiếp tục mình sẽ có là 3 đó, 3 thì đi ra quanh 2. Rồi xong, đơn giản tiếp tục mình copy, mình có sẽ là 4 5 6. 4 nè đi qua quanh 3. 4 nè rào liên quan tới là 5 nè. Tương tự bạn, tương tự chúng ta sẽ có là 6 nè. Đó, như vậy làm ra qua quanh 3 nè. Cuối cùng 7 8 9 7 8 9. 7 nè bạn, 7 nè. Đó, 7 làm sẽ đi qua quanh 4. 4 nè bạn.
Rồi tương tự bằng cấp B thì chúng ta sẽ có là 8 nè. Đó, như vậy chúng ta sẽ có quanh 4 bạn, đúng không? Tương tự sẽ là 9 nè. Đó, như vậy cuối cùng ta sẽ có sẽ là 10 nè, 10. Đó, như vậy xong. Đây là cái đơn giản, đây là phần định tuyến cho các dữ liệu đã được đánh dấu bên trong bảng len. Tiếp tục bây giờ là còn lại là phần bước số 4, là những anh nào mà đánh dấu là quanh một in thì nhớ đi ra quanh một in, mark browsing quanh một. Rồi tương tự những anh nào đó mình xem ta, tương tự những anh nào mà đi vào quanh 2 thì nhớ ra quanh 2 in. Đó, quanh 2 out. Rồi tương tự như anh nào mà quanh 3, đúng không, quanh 3 thì chúng ta sẽ chọn đây ra quanh 3. Rồi cuối cùng là những anh nào đi vào đường quanh số 4, số 4 thì chúng ta sẽ đưa ra quanh số 4. Đó, rồi xong, đơn giản. Cuối cùng đi hiện thọ đường đi, bạn vào mình một IP nè, round thì hiện thôi dễ, thực tế rất dễ. Đây đường qua số 1 đây, nhắn đây copy, chọn mình đây, giá trị distance 1 hết, nhắn mình vào quanh 1 ao. Tương tự đường qua số 2 đây, xoa đây, chọn copy đi, tích đây, tích mình sẽ trị 1 đi, chọn cho mình chỗ này 2. Rồi xong, tương tự có đây số 3, copy đây cái số 3 đó, đây chỉ số distance 1 đi. Rồi sẽ chọn mình quanh 3. Rồi tương tự bây giờ cuối cùng mình sẽ có quanh 4. Quanh 4 đây, copy đi, gắn distance cho mình là sẽ trị số 1, tích ở đây, sao chọn đây. Rồi xong hết. Đừng bao giờ, đừng bao giờ nhìn ra, càng nhiều lệnh trong này thì lúc này cái tài nguyên xử lý CPU càng cao, bạn lưu ý kỹ nha. Rồi sau đó có một số bạn nói đâu, bây giờ thử đi test từng cái. Bây giờ bạn test bạn coi đây. Và thì lúc này mình bạn test xong thử coi đây là các đường quanh mình đang có. Đây ba đường nó sau gì mình đo. Đo cái 5 10 15 20, 5 10 15 30. Đây bạn mà coi 45 bên 50 bên đúng bạn, đây các đường thấy rất đều ạ. À. 5 10 15 20 cực kỳ đều luôn. Đó, đây được xem là một trong những giải pháp đánh dấu tuyệt vời nhất mà bạn có thể. Và anh xem một số bạn nói cái đánh dấu làm nào? Đây nè bạn, đánh dấu đây, đây này, đây này. Đây này. Đây đánh dấu bạn thấy không? Đó, cái đánh dấu ta thấy thấy rất rõ ràng luôn. Đó, như vậy đó là một số cách để giúp cho các bạn dễ dàng việc bạn hình dung cái cách mà để chúng ta đi, chúng ta sẽ thực hiện, chúng ta thiết lập việc, chúng ta sẽ xây dựng công bằng tải trong cái dòng round sơ của mình tiết. Đó, như vậy. Rồi, như vậy hiện tại bây giờ là mình đã hướng dẫn xong cho bạn về việc chúng ta để chúng ta cài đặt và chúng ta cấu hình cái việc là chúng ta sẽ sử dụng dịch vụ công bằng tải PC trên các đường quanh không có đều bằng thông với nhau, sử dụng cái trạm số. Rất mong bạn like, subscribe và mình cùng chia sẻ cái này tới nhiều bạn. Cảm ơn và hẹn lại bạn trong những clip sau.